Hello everyone, welcome back to Tiếng Anh 2, Island Smart Star. Today, we are going to learn Unit 9, Classroom Activities, Lesson 1 on page 58. Nào, các bạn hãy mở sách giáo khoa ra, trang 58, chúng ta hãy cùng bắt đầu với Unit 9, Lesson 1 nha. Nhưng trước khi vào bài học mới thì chúng ta hãy cùng Miss Anh hát và nhảy theo một bài hát vô cùng quen thuộc. Đó chính là bài hát Island Smart Star. Hello! Are you ready for Smart Start? There's so much to do, so let's get started! Smart Start! Hello, hello! Ready, set, go! We're on the road to So much to do on the road to English. Hey, hey, we're on our way. We're on our way with Smart Start. We'll read, write, sing, and play. We'll talk, we'll listen, and learn English. Ok, bài hát rất là hay và vui đúng không các bạn? Các bạn đã nhớ hết những điệu nhảy chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy mở sách giáo khoa ra, trang 58. Mình sẽ bắt đầu với Unit 9, Classroom Activities nha. Ở chương này, mình sẽ học về chủ đề Classroom Activities. Ở trong đó, Classroom là phòng học, đúng rồi. Và Activities là những hoạt động. Vậy thì chương này mình sẽ nói về những hoạt động trong lớp học. Với lesson 1 ngày hôm nay, chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến những vật dụng trong lớp học và học cấu trúc câu pick up your. Nào các bạn hãy sẵn sàng để vào bài học với Miss Anh nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần A, listen and point repeat. Chúng ta sẽ học 4 từ vựng mới về những vật dụng học tập của các em. Number 1, các bạn thấy đây là đồ vật rất là quen đúng không? Ai cũng có chứ nhỉ? Can you show me your eraser? Hãy cho Miss Anh xem eraser của các bạn nào. Good job, các bạn đọc theo Miss Anh nha. Eraser. Well done. Nào, vậy thì từ vựng thứ hai là gì nhỉ? Oh, quen quá đúng không nhỉ? Can you show me your ruler? Okay, can you show it to Miss Anh? Các bạn có thể giơ lên trên màn hình để Miss Anh nhìn thấy được không? Oh, good job. Đúng rồi, bạn nào cũng có hết đúng không? Tiếp đến là từ vựng thứ ba nào. Oh, what is it? Rất là quen thuộc luôn. Đó là bút màu và mình sẽ đọc là crayon. Nhớ nha, mình sẽ đọc nối lại là crayon chứ không phải là crayon nha các con. Okay, can you show me your crayon? Đúng rồi, các bạn có nguyên một hộp bút màu luôn đó chứ. Vậy, từ cuối cùng là gì nhỉ? Ồ, nhìn quen không? Đó là thứ mà các bạn có thể đựng bút chì, bút mực và những đồ dùng học tập của mình đó. Đó là pencil case. Các bạn đọc lại nào. Good job. Đúng rồi, mình vừa mới xem qua 4 từ vựng mà mình sẽ học trong ngày hôm nay. Vậy thì các con hãy lắng nghe và lặp lại nha. 1. Eraser. 2. Ruler. 3. Crayon. 4. Bạn lặp lại lớn lên nhé. Pencil case. Okay, one more time. Lần này Miss Anh muốn các bạn lặp lại thật là lớn cho Miss Anh nghe nha. 1. Eraser. 2. Ruler. 3. Crayon. 4. Pencil case. Okay, good job. Các bạn đã lặp lại rất là tốt rồi.
Và để luyện tập thêm những từ vựng này thì mình hãy đến với một trò chơi có tên là What's Missing. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Trò chơi này mình đã chơi rất là nhiều lần rồi đúng không? Các bạn sẽ được xem hình ảnh của bốn từ vựng mà mình vừa mới học. Sau đó, một trong bốn từ vựng đó sẽ biến mất. Và các bạn hãy nhớ xem từ biến mất đó là từ gì. Hãy nói lớn lên cho Miss Anh nha. Ok, let's play. Đây là bốn từ vựng mà chúng ta vừa học. Mình sẽ đọc lại nha. Đây là eraser, nhớ tốt lắm. Tiếp đến là ruler, good job. And then this is pencil case, các bạn nhớ nha. Và the next one, this is crayon, nhớ nha. Mình sẽ đọc là crayon, chứ mình không đọc riêng là crayon. Nhớ đọc nối lại, crayon, crayon, crayon. Good job. Sẵn sàng chưa? Một trong số bốn từ vựng này sẽ biến mất. Để ý nào. Oh, what is missing? Các bạn nói lớn lên cho Miss Anh nghe nào. Good, tốt lắm. Các bạn đã rất là tinh mắt. Từ biến mất đó là yes, crayon. Good job. And then what is missing? What is it? Can you say it louder? Nói lớn cho Miss Anh nghe nào. Đó là yes, it's ruler. Well done, trí nhớ của các bạn tốt quá. Nào tập trung vào, còn hai câu hỏi nữa thôi đó. Hình ảnh tiếp theo biến mất là gì nhỉ? Có một sự xáo trộn đó, các bạn có để ý không? Vậy thì từ nào đã biến mất nhỉ? Nhớ được không nào? Ở đây mình đang có crayons, ruler và pencil case. Vậy từ còn lại là gì nhỉ? Nói lớn lên cho Miss Anh nghe nào. Good, đúng rồi, đó là thứ mà dùng để bôi đó, đó là eraser, good job. Vậy thì từ nào sẽ biến mất tiếp theo đây nhỉ? Wow, dễ quá đúng không? Đó là gì nào? Các bạn đọc lớn lên cho Miss Anh nghe nha, lớn thật lớn nào. 1, 2, 3, pencil case, good job. Đó là pencil case. Well done, các bạn đã hoàn thành trò chơi này rất là xuất sắc. Nào, bây giờ mình hãy trở lại với phần B trong sách giáo khoa. Listen to the story. Các bạn hãy nhìn vào hình ảnh này và cho Miss Anh biết. What can you see? You can see a teacher and how many students? 1, 2, 3. 3 students. And what can you see? It's a, here, pencil. And this is a pencil case, a book, and what is it? An eraser. Good job. Nào, bây giờ mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện giữa cô giáo và các bạn học sinh trong lớp nha. Bill, pick up your pencil case. Yes, teacher. Pick up your eraser, Kim. My eraser? Okay, teacher. Lola, pick up your ruler. Yes, sorry, teacher. Sorry, teacher. Các bạn có nghe rõ không? Cô giáo vừa nhắc nhở các bạn Bill, Kim và Lola nhặt những đồ dùng học tập mà bị rớt ở dưới đất lên. Và cô giáo đã dùng cấu trúc gì nhỉ? Có ai nhớ không? Đúng rồi, giỏi quá, đó là pick up your. Giống như các bạn đã thấy ở trên hình, khi mình muốn nhắc một người nào đó nhặt một đồ vật gì bị rớt lên thì mình sẽ nói là pick up your. Ví dụ như pick up your book là nhặt sách của bạn lên kia, hoặc là pick up your pencil là nhặt bút chì của bạn lên kia. Tiếp đến, mình hãy cùng tham gia một hoạt động trong phần 2, Listen and Draw Lines, để hiểu rõ hơn về cấu trúc này nha. Các bạn hãy cầm sẵn cho Miss Anh một cây bút chì. Mình sẽ lắng nghe và nối nhân vật của mình với lại đồ vật cho chính xác. Ví dụ như các bạn có thể thấy đây là Bill, còn đây là Kim và đây là Lola. Các bạn nhớ nha, nhớ tên của những nhân vật để mình có thể nối với đồ vật cho thật chính xác nào. Hãy lắng nghe nha. 1. Bill, pick up your pencil case. Yes, teacher.
Ok, các bạn có nghe không? Bill, pick up your pencil case. Vậy nên mình sẽ nối bạn Bill với lại pencil case. Ok, nào hãy lắng nghe đoạn thứ hai nha. 2. Pick up your eraser, Kim. My eraser? Okay, teacher. Ok, các bạn có nghe cô giáo nói tên bạn đây là gì không? Đó là bạn Kim, đúng rồi, giỏi quá. Và cô giáo đã nói là pick up your eraser, Kim. Vậy thì mình sẽ nối bạn Kim với vật dụng nào đây nhỉ? Đó là eraser, đúng rồi, các bạn hãy cầm bút và nối bạn Kim với hình ảnh eraser nha. Đúng rồi, từ đây sang đây, good job. Tiếp theo là nhân vật cuối cùng. 3. Lola, pick up your ruler. Yes, sorry teacher. Sorry teacher. Các bạn nghe là nhân vật này tên là gì không nhỉ? Đúng rồi, Lola. Và cô giáo đã nói là Lola, pick up your... Good, các bạn giỏi quá. Pick up your ruler. Vậy thì mình sẽ nối Lola với ruler over here. Well done, các bạn vừa mới nghe qua nhưng đã nhớ rồi, rất là tốt. Miss Anh có lời khen dành cho các bạn đó. Nào, để thay đổi không khí, chúng ta hãy cùng đến với một bài hát ở phần C, sing. Bài hát này là để mình ôn lại cấu trúc pick up your cùng với các từ vựng mà mình đã học. Nào, các bạn hãy cùng đọc với Miss Anh nha. Pick up your eraser. Pick up your ruler. Pick up your crayon. And pick up your pencil case. Nào hãy sẵn sàng lắng nghe bài hát nha. Pick up your eraser. Pick up your eraser. Pick up your ruler. Pick up your ruler. Pick up your crayon. Pick up your crayon. Pick up your pencil case. Pick up your pencil case. Về nhà các bạn nhớ nghe lại và hát theo bài hát này nhé. Vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong phần A, B và C ở sách giáo khoa trang 58 rồi. Chúng ta đã học 4 từ vựng gì các bạn nhớ không nào? Ok, giỏi lắm. Number 1 là eraser. Number 2, ruler. Number 3, crayon. And number 4, pencil case. Vậy thì còn bạn nào nhớ chúng ta đã học cấu trúc gì không nào? Đúng rồi, chúng ta đã học cấu trúc pick up your là hãy nhặt món đồ gì đó của bạn lên. Ok, để cùng luyện tập từ vựng và cấu trúc đã học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một trò chơi mang tên là Memory Game. Với trò chơi này, các bạn sẽ phải nhớ vị trí của từng từ vựng. Và khi thầy giáo đưa ra một yêu cầu là pick up your cộng với một từ vựng bất kỳ thì các bạn sẽ phải nhớ để mà mở từ vựng đó ra nha. Sẵn sàng chưa? Hãy chơi nào. Các bạn chú ý kỹ vị trí của ba từ vựng nha. Ở đây là crayon, pencil case and ruler. Thầy giáo sẽ nói gì nào? Pick up your ruler. Các bạn nhớ ruler ở đâu không nhỉ? Is it in the blue one? Try again. What color? Oh, Miss Anh nghe nhiều bạn nói là red, red, red. Let's check. Yeah. Yes, correct. The next one. Nhớ kỹ nào. Crayon, ruler and eraser. Xem thầy giáo sẽ kêu cái gì nha. Pick up. Các bạn đọc lớn cho Miss Anh nghe với. Crayon, đúng rồi, pick up your crayon. Vậy crayon ở ô màu nào nào? Các bạn nói lớn lên cho Miss Anh nghe với. Oh, Miss Anh nghe nhiều bạn nói là green. Wow, yes, correct. One more time. Crayon, ruler and eraser. Let's see. Các bạn đọc lớn lên nè. Pick up your
Eraser. Eraser ở đâu vậy ta? Các bạn chỉ miss Anh với. Có phải là ở đây không? Try again. Try again. What color is it? Oh, Miss Anh nghe nhiều bạn nói là blue. Yes. Yes, yes, yes. Nào, bây giờ hãy mở bài tập ra trang 56. Miss Anh sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên là phần A. Look and trace the correct words. Các bạn sẽ nhìn vào hình. Ở đây mình sẽ có hai dòng là ruler và pencil case. Thì các bạn sẽ nhìn hình number 1 và chọn từ đúng để đồ nha. Number 1 đó là, thì mình sẽ đồ dòng này, pencil case. Number 2 is an eraser, thì mình sẽ đồ eraser trên này. Number 3 là crayon, thì mình sẽ đồ crayon dưới này. Và tiếp đến number 4 is a ruler, thì mình sẽ đồ ruler bên dưới nha. Chú ý các bạn sẽ chỉ đồ những từ chính xác thôi. Và đến phần B, look and write, thì mình sẽ nhìn hình và viết ra từ đó. Ví dụ number 1 đây là eraser, thì mình sẽ viết eraser ở đây. Number 2 đây là crayon, mình sẽ viết crayon. Number 3 pencil case, viết ngay đây. Và number 4, ruler. Dễ quá đúng không các bạn? Đây là bài tập để các bạn có thể làm quen và học thuộc cách viết của các từ vựng mới đó. Các bạn hãy về hoàn thành hết cho Miss Anh nha. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.